cái cảm giác là chúng ta cô đơn và lẻ loi đấy nó luôn thường trực ở người trưởng thành. Chính vì vậy cho nên là mà mình nghĩ là kể cả đến tuổi cấp 2, cấp 3 nó đã xuất hiện rồi đấy. Cái cảm giác mà bố mẹ mình không hiểu mình, bố mẹ mình không thương mình, bố mẹ mình không chiều mình. Rồi ông anh mình không hiểu mình, ông anh mình khác ý mình. Hay là ông chú, ông bác mình tại sao cứ đè ép mình. Sao cho lớn lên rồi tại sao vợ mình không hiểu mình. Tất cả cảm giác nó luôn thường trực. Và cảm giác luôn thường trực đấy nó sẽ khiến người ta đi vòng vòng vòng. Nếu mà anh em mà đi chợ thì anh em sẽ thấy có rất là nhiều người đi chợ, đi cái gì cũng nhìn, đi từ đầu chợ đến cuối chợ cái gì cũng nhìn, cái gì cũng xem, rồi có thể đi từ đầu chợ đến cuối chợ nó ra ngoài không mua một cái gì luôn, thậm chí người ta có chủ đích là không mua gì khi đi vào chợ. Thì những người như này hoàn toàn có, nó giống như rất nhiều người trong số chúng ta là có chủ đích lên mạng để vào những cộng đồng, những nhóm để xem nhưng không mua gì hết, hay là vào fanpage của đối thủ xem livestream, hay là vào fanpage của người mình yêu quý xem livestream nhưng mà không mua hàng. Không mua hàng mà vẫn ngồi xem, ngày ngày vẫn xem, bởi vì xem để giải trí. Thì cái việc này chúng ta sẽ tận dụng bằng cách nào? Chúng ta sẽ tận dụng bằng cách là cung cấp cho họ những cái nội dung, những cái nội dung, những cái chương trình mà không giục giã họ mua hàng. Nếu như mà bài nào bạn cũng đăng lên làm bài bán hàng thì người ta sẽ đề phòng bạn. Nhưng nếu như bạn đăng lên một cái nội dung là đầu tiên là họ làm những nội dung giải trí, làm những nội dung tạo đồng cảm, đúng không? Rồi sau đó bạn mới đăng bài bán hàng thì lúc này thì nó cùng cái hành vi tìm kiếm những cộng đồng dễ phát sinh nhu cầu với cả cái hành vi mà người ta đi lòng vòng tìm những cái giải trí, thì hai cái này nó sẽ khiến họ họ theo thói quen, họ tạo thành thói quen, và thói quen cứ thế họ online là họ tìm kiếm bạn, họ online là tìm kiếm bạn. Và khi mà họ bạn băng đăng bài bán cái gì đấy thì tiếp theo là họ sẽ mua hàng, đúng không anh em? Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ có đoạn so sánh, đúng không? Anh em hình dung như này, một cái người bình thường á, người ta đi chợ thì bao giờ người ta có nhu cầu hỏi cá ở hàng thứ nhất 500, sau đó sang hàng thứ hai hỏi tiếp là 450. Chính cái hành vi so sánh này nó làm cái hành vi mà hầu hết khán giả của chúng ta, khách hàng người ta đều làm. Bởi vậy cho nên mình cho rằng các bạn có thể chủ động tạo ra sự so sánh, chủ động tạo ra sự so sánh. Một trong những cái việc mà chúng ta chủ động tạo ra sự so sánh thường xuyên nhất ở đây chính là cái việc mà anh em làm before after. Before after là gì? Trước khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của tôi và sau khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của tôi. Trước khi làm tóc ở cửa hàng của tôi và sau khi làm tóc ở cửa hàng của tôi. Trước khi trang điểm và sau khi trang điểm. Thì đấy là cái so sánh trước và sau. Thế nhưng bây giờ các bạn thể nhìn thấy là cái so sánh trước và sau bây giờ nó trở nên quá quá nhiều người dùng. Chính vì vậy cho nên nó sẽ thiếu tính độc đáo, nó sẽ thiếu cái sự thú vị, nó thiếu sự mới lạ. Thế thì nếu như các bạn mà so sánh trước và sau nhưng mà có thêm một nhân vật, có thêm một nhân vật ngồi cạnh. Ví dụ nhé, một cô gái trước khi trang điểm, cô đi cùng với cả bạn thân cô ấy. Thì trước khi trang điểm, cô ấy trông xấu hơn bạn thân cô ấy rất nhiều lần. Nhưng mà sau khi trang điểm, cô ấy trở nên rực rỡ, lung linh và đẹp hơn hẳn cô bạn thân đấy. Thì các bạn hình dung ra nó sẽ tạo ra những cảm xúc vô cùng mạnh. Tạo những cảm xúc vô cùng mạnh, đúng không ạ? Hoặc là trước khi cô ấy trang điểm, mọi người nhìn cô ấy một cách thờ ơ, và sau khi cô ấy trang điểm, mọi người nhìn cô ánh mắt kiểu sáng rực lên. Thì cái ánh mắt của mọi người nhìn cô ấy, mọi người sẽ so sánh đủ thứ trên đời hết. Không chỉ so sánh cô ấy, còn so sánh ánh mắt cô ấy, so sánh cô ấy so với bản thân cô ấy, so sánh cô ấy so với bối cảnh, so sánh cô ấy so với số tiền cô bỏ ra, so sánh đủ thứ ấy. Thì thay vì việc là anh em mình để cho khán giả người ta so sánh một cách mình bị động, thì anh em hãy chủ động tạo ra những cái nội dung so sánh, thì mình cho rằng là cái việc này nó khiến cho tỷ lệ chuyển đổi anh em mình tốt hơn. Và hãy luôn luôn nhớ điều này trong nội dung của mình. Tại sao phải luôn luôn nhớ điều này trong nội dung của mình? Mình ví dụ anh em như thế này. Mình ví dụ anh em như này. Và hôm nay mình sẽ ví dụ anh em bằng là trực tiếp fanpage bên mình.
Đợt này mình có góp ý rất là nhiều cho đội ngũ marketing của bên mình. Nhưng mà thực sự thì đợt này có thể là mình tạo ra áp lực khá là nhiều cho đội ngũ của nhân sự bên mình. Cho nên thay vì việc mình góp ý các bạn làm tốt hơn thì có vẻ các bạn đang làm thứ tệ đi. Thì thôi đành tâm sự trước mặt người lạ. Thì hôm nay mình sẽ record lại buổi này và mình gửi cho nhân sự bên mình. Và mà coi buổi này mình cũng trên anh em luôn. Ví dụ so sánh chẳng hạn, làm cái nội dung lúc nào anh em phải có so sánh. Ví dụ cái video này mình sẽ hỏi là so sánh đâu, so sánh đâu. Nếu như mà em đang nói chuyện như thế này nhé, ở phần bên trên của em trống em cho một cái anh cái hình ảnh so sánh, cho anh cái hình ảnh so sánh. Như vậy người xem người ta hoàn toàn người ta dễ liên tưởng, thay vì việc người ta tưởng tượng những điều có lợi cho em thì không ai có nhu cầu tưởng tượng những điều có lợi cho em cả, mà mọi người chỉ tưởng tượng những điều có lợi cho họ thôi. Như vậy nếu như em chủ động đưa ra những biện pháp so sánh để giúp cho họ so sánh cách dễ dàng hơn, thì kể cả người ta tắt cái video này đi, người ta vẫn có thể hình dung ra được là em đang nói cái gì. Còn nếu như mà em chỉ có gương mặt của em ở đây mà không cung cấp cho họ những hình ảnh so sánh, thì anh đảm bảo với em là cái video này người ta xem người ta không hiểu gì cả. Bởi vì đơn giản họ sẽ so sánh gương mặt của em với cả gương mặt của một chuyên gia trong lòng họ. Và nếu như hình ảnh của em mà xấu hơn hình ảnh chuyên gia trong lòng họ thì họ sẽ không nghĩ em là chuyên gia. Hình ảnh của em mà so với một cái người đáng tin trong lòng họ mà họ không nhìn thấy cái gương mặt của em đáng tin, thì tương đương với việc là nội dung của em họ sẽ thờ ơ. Như vậy người xem người ta sẽ luôn so sánh, thay vì việc là để họ ngầm so sánh. Thì đa phần nếu như mà chúng ta để cho khách hàng ta ngầm so sánh ấy, thì người ta sẽ chê anh em ạ. Nhưng nếu như mà anh em mình chủ động cho họ so sánh thì họ sẽ ghi nhận. Tiếp tục các bạn thể nhìn thấy đoạn này đúng không, cảnh quay chưa công bố trong đi giữa trời lực lỡ pu glide chim đi trải vít ẹt cho ok đúng không, đây là cái nội dung này. Thì ở phần bên trên này các bạn cần phải cung cấp cho người ta những cái so sánh, cung cấp người ta những cái so sánh là như thế nào. Ví dụ mình sẽ lên nội dung như sau: ba bí kíp để cho quảng cáo livestream hiệu quả được áp dụng, được rút ra từ bộ phim Đi giữa trời rực rỡ. Bạn đừng tưởng rằng là cái nội dung như thế nó không có tính so sánh, có chứ. Nó có tính so sánh, ví dụ như là từ bộ phim Đi giữa trời rực rỡ nó là một nội dung về tình cảm yêu đương đúng không? Nhưng bây giờ mình lại rút ra kinh nghiệm để làm marketing. Thì thực sự ra nhé, riêng cái việc mà bạn so sánh một cái nội dung bộ phim hay bạn so sánh một quyển sách với cả cái chủ đề marketing ấy, nó đã làm cho mọi người cảm thấy nó thú vị hơn rất là nhiều rồi. Nếu mà bạn nói thuần về marketing người ta không nghe, nếu bạn nói thuần về bộ phim khi họ không nghe, nhưng mà nếu bạn so sánh, so sánh các bài học trong bộ phim Đi giữa trời rực rỡ, không biết là nó đã cập nhật cái bộ phim này chưa, anh em chờ mình chút nhé. Đi giữa trời rực rỡ, rút ra kinh nghiệm làm marketing. Anh em nhìn này, như vậy rõ ràng là chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta hoàn toàn thể so sánh từ một cái câu chuyện cho đến áp dụng vào và nội dung của chúng ta. Vậy nếu như mà chúng ta mà đưa ra một cái nội dung nó có sự so sánh như thế này thì liệu nó có hấp dẫn hơn một cái nội dung chỉ có cụt ba dòng hay không? Thì dựa trên những gì mà mình làm thì cái cách làm này nó sẽ, cái so sánh này nó sẽ tạo ra trải nghiệm, cái so sánh này nó sẽ tạo ra cảm xúc, và cái so sánh này sẽ khiến người dùng người ta sẽ có độ vênh về cảm nhận. Thế nào gọi là độ vênh về cảm nhận? Khi mà chúng ta chủ động đưa ra những so sánh thì có người đồng ý và có người không đồng ý.
Cái người đồng ý sẽ đưa ra quan điểm của mình, cái người không đồng ý sẽ đưa ra quan điểm của mình, và cái bài viết của chúng ta nó sẽ không bị đơn điệu. Nó sẽ không bị đơn điệu. Chứ như hiện tại các bạn thể thấy rằng là fanpage bên mình đợt này do mình ít có thời gian để mình triển khai thì hầu hết là anh em đang độc thoại. Có nghĩa là các bạn chỉ nói chuyện một mình và chúng ta hoàn toàn hạn chế điều đấy, hạn chế mức tối đa điều đấy. Các bạn nhìn thấy đợt này toàn nói chuyện một mình. Đây, nói chuyện một mình tiếp. Tiếp tục lại nói chuyện một mình. Tại sao như vậy? Tại vì bạn đưa ra quá nhiều câu khẳng định và bạn nói chuyện nó quá một chiều. Ví dụ như là mình đang phải nói chuyện một chiều với các bạn như thế này, đó là khi các bạn đã thực sự yêu mến mình rồi, đó là thực sự các bạn đã quyết định dành thời gian ra ngồi nghe mình rồi. Thì ok, mình thể trao đổi theo hướng một chiều như vậy. Chứ còn chúng ta đừng quên rằng là hành vi của người dùng đó là cần phải so sánh và thảo luận. Nếu như mà chúng ta làm bất cứ cái nội dung gì mà chúng ta cướp đi cái quyền thảo luận của đám đông, có nghĩa là chúng ta chỉ cung cấp một cái thông tin mang tính một chiều và chúng ta đã khẳng định 100% là đúng. Thế lúc này họ chỉ có là đồng ý thì họ họ vào comment, ôi hay quá anh ơi. Hoặc là họ sẽ không đồng ý thì họ sẽ thoát. Và cái tỷ lệ mà chúng ta cứ đưa ra những câu khẳng định là chúng ta là đúng như vậy, thực ra đang tạo ra một cái rủi ro vô cùng lớn. Rủi ro vô cùng lớn. Những người không vừa ý với bạn, lần 1, lần 2, lần 3, dần dần họ sẽ ở mức trong lòng. Và họ sẽ có nhu cầu là chứng minh bạn sai. Cái nhu cầu chứng minh bạn sai đó sẽ đến một thời điểm nó bùng nổ lên. Và nó bùng nổ lên nó sẽ tạo thành khủng hoảng. Thì dùng anh nghe, nó tạo thành khủng hoảng. Thế thì cái việc mà các bạn mà để hạn chế tạo khủng hoảng thì tốt nhất là trong những cái nội dung của anh em có thể cân nhắc cái việc đưa ra sự so sánh và đưa ra sự thảo luận. Đưa ra sự so sánh là gì? Là tôi đã có góc nhìn so sánh với điều A, so sánh với điều B. Và đã là so sánh như kiểu gì cũng khập khiễng, và đã là so sánh kiểu gì anh em sẽ có tỷ lệ sai lầm. Thì khi mà chúng ta thảo luận, chúng ta sẽ bảo các bạn góp ý cho tôi muốn biết là tôi sai lầm ở đâu, tôi muốn biết là tôi có góc nhìn tôi đúng đắn như thế nào. Thì tự khắc lúc đấy các bạn sẽ nhìn thấy rằng là à, khán giả, người xem người ta sẽ tham gia cùng.